Thật không thể tin được, thiết kế phòng ngủ công chúa diện tích chỉ 8m2. Hôm nay chúng ta sẽ cùng cải tạo căn phòng từ thập niên 90 nhé. Giường tatami được đặt gần cửa sổ, thiết kế bậc thang thuận tiện lên xuống, đế nâng cao 4cm, chống thấm, ngăn kéo có thể dùng đựng tất, khăn và các vật dụng nhỏ. Phần tường lõm vào đặt tủ cạnh giường ngủ, có thể để đồ cá nhân, cửa cánh kéo đẩy thuận tiện. Chuyển sang cạnh giường là bàn đọc sách, đồng thời cũng là tấm chắn an toàn hơn khi bé ngủ. Góc bên này là bàn học, bên cạnh có 3 ngăn kéo, dễ dàng phân loại để đồ. Bên phải có thể đặt một chiếc tủ thấp làm chỗ ngồi đọc sách, bên trong có thiết kế ổ cắm sạc điện tiện lợi bên dưới để vào tập tiện lợi lấy cất. Thiết kế thêm giá sách treo trên tường, giá sách và tường kết hợp hai màu hồng trắng rất hợp mỹ quan, ngoài ra còn có thể tránh điều hòa thổi trực tiếp xuống giường. Bé gái váy áo nhiều có thể thiết kế thêm tủ quần áo cánh lụa không chiếm diện tích đi lại, góc tủ có thể làm nơi treo đồ trang trí. Tôi là cô trợ lý thiết kế đây, luôn đồng hành cùng những ngôi nhà đẹp,